Xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042. Vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2017, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống podcast. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh. Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô. Dạ, Nam Phương chào chú, hôm nay chú khỏe. tôi khỏe lắm cô, và đặc biệt nữa là đầu tháng 6 mưa nhiều cô ạ. Cách đây 2 ngày, tính từ ngày thứ 5 cho đến ngày hôm nay, Dallas có những cơn mưa tuyệt vời thưa cô. Chắc cô biết một vài câu trong bài hát là tháng 6 trời mưa không dứt, trời không mưa, anh cũng lạy trời mưa. Trời không mưa, em có lạy trời mưa. Thưa cô, tôi nhớ cả tuần mưa tháng 6 thưa cô. Chúng ta đã bắt đầu vào mùa hè của năm 2017. Nếu mai đây tuần tới, nắng tháng 6 hừng hực đỏ lửa, thì mưa tháng 6 hôm nay cũng sầm sập chẳng nể ai, chẳng nể nang ai. Nắng ấy mưa ấy tại Việt Nam với các quan chức nhà nước Cộng sản thì chẳng có nghĩa lý gì. Vì họ có máy lạnh, có bia ôm, và hơn cả thế nữa họ còn bề hội đồng hiếp dâm, rồi thủ tiêu nạn nhân con mồi của họ. Nhưng đối với hơn 80 triệu dân, nắng thiêu đốt cháy lưng, mưa ngập lụt đêm không ngủ thì chưa thấy một cái gì gọi là cải thiện, cải tiến sau 42 năm không còn chiến tranh. Về khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay chắc chắn sẽ có tâm tình về điều tôi mới suy nghĩ này. Từ bên nơi biển thành phố Dallas, Texas, xin gửi lời chào đến bên nơi biển, đến kỹ sư Lê Anh Hùng. Thưa nếu kỹ sư Lê Anh Hùng có nghe được tôi ạ? Vâng, tôi Anh Hùng đang ở Hà Nội. Tôi xin gửi lời chào tới nghệ sĩ Phan Đình Minh, ban biên tập cùng như là toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Bên Hoa Kỳ chúng tôi mấy ngày nay mưa tốt lắm không ạ? Mưa tháng 6. Không biết là thời tiết Hà Nội nó ở thế nào? Nó ở thế nào? Vâng, thưa anh, ở Hà Nội và Việt Nam nói chung thì đang bước qua những ngày nắng nóng kinh khủng. Từ vài ngày nay là nhiệt độ tăng lên rất là nóng, vượt lên đến ở Hà Nội nhiệt độ chẳng hạn hay ở ngoài trời phải lên đến 41, 42 độ, và nhiệt độ rất là nóng và hơi tiết rất là khủng khiếp. Trong phần mở đầu của tôi, ông có nghe tôi nói là ở Hà Nội có nóng chăng nữa thì các quan chức nó có
nhà có máy lạnh, có bia ôm. Và đặc biệt là nó còn hiếp dâm, nó giết người mà. Câu chuyện hiếp dâm và giết người tôi sẽ đề cập đến sau, nhưng bây giờ đã sau một thời gian tôi không liên lạc thường xuyên với ông. Nhưng kỹ sư anh Hùng luôn biết là lúc nào tôi cũng canh cánh bên lòng những người anh em đang tranh đấu dân chủ trong nước như ông. Bây giờ chúng ta nói chuyện trước đi, chuyện mới trước đi. Rồi chúng ta sẽ đề cập những chuyện quan trọng phía sau một chút. Chuyện mới là ông cũng biết và tôi cũng biết là ông viên chức thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Xuân Phét gì đó. Nó mới đến Hoa Kỳ này anh xin. Theo sự nhận xét của ông, đó là một chuyến đi thành công hay là một chuyến đi thất bại, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng? Vâng, thưa anh, theo đánh giá của tôi thì chuyến đi này cũng tức là ở khách quan mà nói thì cũng có thể nói là đã đạt được khá nhiều kết quả về phía Việt Nam. Cũng như về phía Mỹ thì như mong muốn của Tổng thống Donald Trump thì mình đã giành được nhiều hợp đồng để đến con số trên 10 tỷ đô la từ Việt Nam. Còn Việt Nam thì cũng đã đạt được khá nhiều cái kết quả trong cái chuyến đi này, nhất là trong cái bối cảnh mà vấn đề gai góc nhất, một trong những vấn đề gai góc nhất trong mối quan hệ Việt Mỹ đó là vấn đề nhân quyền, thì họ đã đạt được cái sự chấm dứt lẫn lường của quyền của Tổng thống Donald Trump. Trong cái kết quả của chuyến đi này thì tôi thấy có hai cái nội dung, hai cái kết quả nổi bật. Thứ nhất là lần đầu tiên trong cái bản tuyên bố chung, cái nội dung đã đưa ra cái nội dung là Việt Nam và Mỹ là phản đối việc Trung Quốc quân sự hóa các cái cấu trúc đang tranh chấp ở trên Biển Đông, và đồng thời là khẳng định là Mỹ sẽ tiếp tục các cái hoạt động tự do hàng hải đối với các hòn đảo mà Trung Quốc diễn động trái phép ở trên Biển Đông. Đó là thứ nhất. Và cái kết quả nổi bật thứ hai là trong cái bản tuyên bố chung đã đưa ra cái vấn đề là Việt Nam và Mỹ đã bàn bạc cái khả năng là tàu sân bay của Mỹ sẽ về thăm quân cảng của Việt Nam. Và theo tôi đấy là hai cái nội dung rất là quan trọng, có thể nói là bước tiến rất là đáng chú ý sau về các cái bản tuyên bố chung trước đây giữa Việt Nam và Mỹ. Và có một điều quan trọng nữa ông quên, nó không nhắc đến, đó là tình hình nhân quyền ở Việt Nam, trong đó có ông. Ông là một trong những người bị o ép đã nhiều năm rồi mà. Tôi nói với ông, chúng ta có thể bất đồng. Chúng ta có nghĩa là những người cầm quyền và chúng tôi là những người Việt Nam sinh sống lưu trú tại hải ngoại. Chúng ta có thể bất đồng nhưng không thể bất hòa được. Có đến Mỹ với tư cách gì chăng nữa cũng là đi ăn xin, mày cứ đi xin cái tiền đó. Cái xin cái tiền buôn bán gì đó. Trong đó cũng có tiền của chúng tôi là những người Việt Nam ở đây đóng thuế vậy. Những người cầm quyền họ phải biết điều đó chứ. Tôi muốn thưa với ông là cái chuyện kết quả hay không kết quả đó, thì 80 triệu người dân Việt Nam dưới ánh nắng tháng 6 như ông vừa mới nói vẫn như vậy thôi. Chứ có gì đổi đâu, các quan họ vẫn có nhà, có máy lạnh, có bia ôm mà. Chuyện thứ hai gây chấn động trong cũng như ngoài nước. Tôi thì tôi theo dõi trên mạng tôi biết đấy, nhưng mà sự thật thì không biết nó có phải là sự thật hay không. Tôi để cho ông cải chính hay ông nói với tôi. Đó là chuyện công an Cộng sản Việt Nam cắt cổ một người bạn trẻ, có thể bằng tuổi ông hay nhỏ hơn tuổi ông, tên là Nguyễn Hữu Tuấn. Còn man dợ hơn cả đám Hồi giáo nữa. Điều này có thật không? Điều này có thật không? Vâng, thưa anh, đấy là không những chuyện có thật, mà cái sự thật đấy nó còn được nhân chứng trực tiếp, tức là em gái của nạn nhân Nguyễn Hữu Tuấn đã đến trận Quốc hội ở Hoa Kỳ thì cầu cứu các cái nhà lập pháp Hoa Kỳ lên tiếng can thiệp. Đây là cũng là một cái vụ việc gây chấn động dư luận, mà đây là cũng là một dịp để chính quyền Mỹ cũng như là các quốc hội Mỹ có cái nhìn cụ thể hơn, cận cảnh hơn
vi phạm nhân quyền của Việt Nam nói chung trong 10 năm gần đây. Tôi nhắc những cái điều này để cho ông ông thấy là ngoài những cái việc đi ăn xin tiền để nó tiếp tục giữ cái quyền của mình làm chủ đất của mình, còn nhiều chuyện khốn nạn lắm. Ông tôi hỏi ông, nhưng tôi cũng biết vậy, tôi cũng theo dõi việc cả em của hay là người nhà của ông Nguyễn Hữu Tần hay Nguyễn Hữu Tấn gì đã đến Hoa Kỳ hay đã tham khảo với người đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam vậy. Tôi hỏi riêng cá nhân ông thôi, ông đã bị nó nhốt nhà kho mấy lần rồi. Nếu nhìn lần tới ông bị nó nhốt, nó có dám cắt cổ ông không? Nó cắt cổ ông có sợ không? Vâng, thưa anh, tôi thì đã bị bắt hai lần. Đã bị ở ngoài trại giam ra thì tôi cũng đã bị họ vào bốn trại tâm thần. Và rất may là nhờ ơn trên phù hộ cho nên là tôi vẫn còn sống sót cho đến ngày hôm nay. Còn đương nhiên thì trong cái cuộc chiến không cân sức này thì những người như chúng tôi phải chấp nhận mọi cái giá phải trả. Tất nhiên là tôi sẵn sàng đón nhận mọi kết cục có thể xảy đến với mình. Còn về cái chuyện thẩm chế thì tôi rất là quan niệm, rất là nhẹ nhàng. Mọi người ai cũng có cái số phận của mình, nhưng mà nếu mình không làm đúng lương tâm, không đúng cả thì cuộc sống của mình có vẻ nó thực sự vô nghĩa, vô vị. Và mình thực sự mình chẳng làm được gì cho bản thân cũng như là cho cộng đồng xã hội. Và một khi kỹ sư đã chọn hy vọng, bất cứ điều gì cũng có thể, thưa ông, bất cứ điều gì cũng có thể. Nhưng mà tôi nói dùm cho ông này, tôi lên tiếng dùm cho ông trên toàn cầu, trong chương trình Được Cánh Đồng mấy ngày hôm nay này. Nếu ngày mai Lê Anh Hùng có bị cắt cổ hay bị giết, bị bức tử, bất cứ vì lý do gì, đó là do Đảng Cộng sản chủ mưu, tôi nói dùm cho ông đấy. Tôi tố cáo dùm cho ông trước đấy. Tôi cũng không có đe dọa ông đâu. Chuyện đó chuyện thường mà, nó sẽ xảy ra mà. Ông cứ hy vọng đi, bất cứ điều gì cũng có thể. Chuyện đi đi gần gần xa xa hơn một chút nữa là ông là người, tôi không biết có đàn ông nói với tôi, ông là người quê ở Đông Hà hay Đồng Hới hay Quảng Trị gì phải không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng? Thưa anh, tôi quê ở Hà Tĩnh, là cái nơi mà xảy ra cái thảm họa môi trường lớn nhất từ trước tới nay do công ty Formosa gây ra từ tháng 4 năm 2016 đến giờ. Và cho đến nay thì nó dần có thể nói nó là một cái sự kiện nó rất là nóng bỏng, những nước nhớ nó hàng triệu người dân Việt Nam cả ở trong lần ngoài nước. Formosa tình nhận là một cái hiểm họa về quân sự kinh tế môi trường lớn lùng trên đầu dân Việt Nam, đe dọa tương lai của dân ngoài. Vâng, quê tôi thì chỉ cách Formosa Hà Tĩnh khoảng 60-70 cây số. Vâng, tức là từ nhà ông, từ quê ông đến chỗ nhà thờ Song Ngọc, chỗ của linh mục Nguyễn gì đó, Nguyễn Đình Thục, chắc cũng là 60-70 cây số phải không ạ? Vâng, từ quê của tôi ở Hà Tĩnh ra Quỳnh Lưu đấy thì cũng mất khoảng 70-80 cây số. Vâng, ông chưa nói nhưng linh mục của Nguyễn Đình Thục ông đã nói ra cách đây 1-2 ngày rồi đó. Ông đã kêu cứu trên toàn cầu cũng như tôi mới kêu cứu cho ông vậy. Linh mục Thục nói là tôi đang đứng giữa ở vòng vây có cả mấy ngàn người mà tôi nghĩ đó là côn đồ mà chính quyền đang dùng để đàn áp tôi. Có thể tôi hôm nay tôi bị đánh đập, cũng có thể tôi hôm nay tôi bị giết, nhưng tôi nghĩ vấn đề đó không quan trọng. Tôi đi dâng lễ, vậy thì tấn công tôi hóa ra chính quyền này đang xúc phạm đến niềm tin tôn giáo, xúc phạm đến tự do tín ngưỡng của tôi. Ông là người quê ở Hà Tĩnh, và chắc chắn tôi sẽ đề cập đến, ông cũng biết vì cái lý do nào nó có cái công ty khốn nạn Formosa ở đó. Cho đến ngày hôm nay, cái tâm tình của ông là một người con dân tại Hà Tĩnh, ông nghĩ về thế nào về những sự sinh hoạt rất có tình yêu nước, tìm kiếm dân chủ, tìm kiếm môi trường của những ông cha nhà thờ tốt lành,
tốt lành như là Nguyễn Đình Trục, Đặng Hữu Nam, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng. Vâng, thưa anh Phó Ma Sa Hà Tịnh, thực sự là một cái tức là nó đã gây ra cái đại thảm họa môi trường lớn nhất Việt Nam từ từ xưa nay. Và đồng thời hiện nay thì nó vẫn tiếp tục là một cái hiểm họa về kinh tế, về môi trường và đặc biệt là cả về quân sự lơ lửng trên đời dân tộc, đe dọa tương lai của giống loài Việt Nam. Và sau khi cái đại thảm họa môi trường xảy ra từ tháng 4 năm 2016 thì hàng loạt các cuộc biểu tình đã nổ ra ở Hà Nội, ở Sài Gòn, ở Nghệ An, ở Hà Tĩnh. Sau một thời gian lắng xuống thì thời gian vừa qua thì các cuộc biểu tình vẫn nổ ra ở Nghệ An và Hà Tĩnh như chúng ta đã thấy. Và thời gian qua thì vừa qua thì Hà Văn Tiên đã tăng cường đàn áp các cuộc xuống đường đấu tranh đòi dân quyền và quyền sống của bà con giáo dân ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Và chính quyền cộng sản họ đã dùng những mũi phổ tạm hèn hạ đập chỉ và độc ác nhất như chúng ta đã thấy là dùng họ sử dụng côn đồ để đánh đập, để tấn công vào các gia đình giáo dân ở sông Ngọc, ở Thái An, và họ bao vây đến một bình luận nghĩa là đe dọa hai ông ngốc, và ông đã lên tiếng kêu cứu như chị Phan Thị Minh vừa vừa nói. Kỹ sư cũng đã theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây này mỗi... tôi xin lỗi ông, để tôi nói, không biết ông đang nói gì, tôi tưởng ông nói xong rồi. Nhưng mà tôi thưa với ông thế này này, kỹ sư cũng đã theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây này mỗi tuần, hay một tháng một hai lần. Qua chương trình này cũng như sự cố xảy ra tại Formosa, có những lời nói, người nói đau hơn người nghe không ạ? Có những giọt nước mắt ra, người nhìn thấy đau hơn người khóc không ạ? Tôi đau hơn người khóc không ạ? Tôi hỏi ông ở gần, ông biết, tôi biết tội ác của Cộng sản từ hồi tôi còn trẻ, tôi đi di cư vào trong Nam đến hồi tôi đi quân đội cơ mà. Tôi hỏi ông là, lại cũng câu hỏi nữa, hai linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục, nó sẽ giết người nào trước? Nó sẽ giết người nào trước? Cộng sản nó sẽ giết người nào trước? Vâng, thưa anh, câu hỏi này thì rất là khó trả lời. Mặc dù là khả năng là hai người bị Cộng sản Việt Nam giờ như cho bẩn thỉu hay nào được, nhất là không thể loại trừ. Trên thực tế là thời gian vừa rồi thì họ đang sử dụng những tàu đẩm thiểu đối tiện rất nhằm vào hai lĩnh vực truyền cảm của cộng đồng công giáo ở Nghệ An. Cho nên nghe trả lời họ thì giữa hai tiền sư quả thật là tôi không phải là thầy bòi, nhưng mà trên thực tế thì tôi cũng nhìn thấy những mối nguy hiểm đang dình dập hai lĩnh vực cả trình Đảng Việt Nam và Nguyễn Đình Thục. Tôi nghĩ là những cái điều tôi nêu lên ấy, công an mạng nó đang nghe và chắc chắn là tôi biết là mỗi tuần nó nghe lại tại Bộ Công an, có người cho tôi biết như vậy mà. Họ nên bảo vệ hai linh mục này. Họ có nghĩa là những người cộng sản. Tôi đặt câu hỏi với ông, tôi có lý do của tôi và tôi có hoàn cảnh của tôi để tôi hỏi, tôi không hỏi ông tầm phào đâu. Ông biết khởi đầu của cải cách ruộng đất năm 1954, Hồ Chí Minh nó ra lệnh giết cho bà Cát Long Nguyễn Thị Năm là gì đó mà. Người đàn bà này đã nuôi sống cả cái đám cộng sản cầm đầu lúc đó mà. Vâng, tôi biết ạ. Nó cho đội cải cách đi giết cả một trăm mấy chục ngàn người cơ mà.
những cái điều mà tôi đang lên tiếng nó sẽ giết ai, giết ai, tôi đang lên tiếng tôi tố cáo trước dư luận quốc tế cho kỹ sư Lê Anh Hùng, cho hai cha Đặng Đức Nam và Nguyễn Đình Thục. Những những điều mà tôi nói với ông đó là sự thật. Sự thật quá khứ đó đã xảy ra như vậy. Ông cũng đã bị đi tâm thần như ông nói, tạ ơn Đức Chúa Trời ông được ông được bằng an cho tới ngày hôm nay mà. Bây giờ tôi sang cái câu chuyện chính của ông đi. Phần đầu tôi có nói mùa hè đối với những kẻ cầm quyền bây giờ, nó có máy lạnh, nó có bia ôm, và có khi nó còn bề hội đồng và nó giết đi người. Cách đây 1-2-3 ngày gì đó, tôi muốn giúp ông để ông lên tiếng cho trên toàn cầu về cái bài tố cáo, cái đơn tố cáo thứ 77 của ông về Hoàng Trung Hải và Nguyễn Tấn Dũng đã hiếp dâm và giết chết đi một người bạn của vợ ông. Cái đơn tố cáo này có gì mới không? Có gì mới không? Ông họ ông nói đi rồi tôi sẽ đề cập với ông. Vâng, thưa anh, năm 2008 đến nay, chính xác là từ ngày 21 tháng 4 năm 2008 và đến nay thì tôi đã gửi đơn thư tố cáo tội ác khủng khiếp của Liên minh Ma Quỷ do hàn tặc ông Hoàng Trung Hải cầm đầu, tức là bao gồm Hoàng Trung Hải, từ phó thủ tướng và bây giờ là ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Hà Nội, từ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và từ tổng bí thư Nông Đức Mạnh. Và lần cách đây một tuần thì tôi đã gửi đơn tố cáo đến lần thứ 77 qua đường internet đến đầy đủ các cơ quan chức năng ở Việt Nam. Nhưng do một cái vụ tố cáo công khai, tôi đã gửi đơn thư trực tiếp đến công an tỉnh Quảng Trị, làm việc với công an thành phố Hà Nội, cũng như là đã gửi đơn thư trực tiếp cho ông đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc. Nhưng mà cho đến nay, mặc dù đã hơn 9 năm tới qua, nhà cầm quyền Việt Nam vẫn chưa giải dứt điểm, vẫn chưa xử lý đúng pháp luật cái vụ tố cáo vô cùng nghiêm trọng của tôi. Đặc biệt trong cái vụ tố cáo của tôi thì tôi đã vạch trần cái âm mưu thống trị Việt Nam của Trung Quốc thông qua cái bàn tay của ông cựu phó thủ tướng Quốc Tàu Hoàng Trung Hải, người mà tại đại hội 12 vừa qua đã trở thành ủy viên Bộ Chính trị và hiện là bí thư Thành ủy Hà Nội. Và càng nhức nhối hơn nữa là thông qua cái bàn tay của ông Hoàng Trung Hải, người Trung Quốc đã thiết lập được cái căn cứ quân sự trả hình thông qua cái dự án kinh tế do tập đoàn Formosa đầu tư ở Hà Tĩnh, và về cái đài thảm họa môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra vào tháng 4 năm 2016 là có cái bàn tay của Trung Quốc, và Formosa Hà Tĩnh là một trong những diện tích của đại lục Việt Nam do ông từ phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cầm đầu, và Formosa Hà Tĩnh thực tế mới chỉ là cái phần nổi của cái tảng băng thảm họa cái băng đảng Việt Nam do ông từ phó thủ tướng Hoàng Trung Hải và hiện tại là ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội gây ra cho Việt Nam suốt nhiều năm nay. Chính vì việc vụ tố cáo của tôi không được giải quyết suốt nhiều năm qua, như chúng ta đã thấy là nền kinh tế Việt Nam là ngày càng lệ thuộc nặng nề vào Trung Quốc, đến 90% các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia rơi vào tay nhà thầu Trung Quốc, hàng trăm ngàn hecta rừng đầu nguồn biên giới rơi vào tay các công ty của Trung Quốc đến từ Hồng Kông, từ Đài Loan, rồi hàng loạt những cái vị trí chủ yếu về an ninh quốc phòng trên cả nước lần lượt bị
Trung Quốc tận dụng thông qua các dự án kinh tế trả hình với sự hỗ trợ vô cùng hiệu quả của ông cựu phó thủ tướng phụ trách kinh tế Hoàng Trung Hải. Và trong cái vụ tố cáo của tôi thì tôi cũng nêu rất rõ rằng là việc ông Hoàng Trung Hải là một người Hán khai man nền lịch và đã bị lời bồ tố cáo, nhưng ông ta vẫn lần lượt leo lên được cái vị trí quan trọng trong bộ máy là bộ trưởng công nghiệp, phó thủ tướng và bây giờ là ủy viên bộ chính trị chủ tịch Hà Nội. Chính là vì ông ta đã gai bẫy khống chế và thao túng được một loạt quan chức tốt bố trong bộ máy, đó là từ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, từ tổng bí thư Nguyễn Minh Mạnh, và sau này là hiện nay là cả ông tổng bí thư Đinh Diệm là người chủ trọng. Và nhờ sự che chắn của những kẻ mà tên thực tế phải gọi đúng là những tên viết gắn bản được, mà tên Hàn Tặc Hoàng Trung Hải có thể sát quá chặt quá được bao nhiêu năm nay và gây ra không biết là bao nhiêu người tái hướng cho đất nước, nhưng mà không ai có thể là ngăn chặn bàn tay tội ác của ông ta được. Ngoài cái chuyện nói lẻ nói của tôi thì hầu như ở Việt Nam không ai dám nói chuyện bạch mặt ngăn chặn cái bàn tay tội ác của cái đại lý của mình. Thông qua cái bàn tay của cái con người thành phố mang tên Hoàng Trung Hải. Và vì cá nhân tố cáo 77 cách đây 100 như gần cũng giống như là 69 năm trước, nó cũng rơi tỏ một im lặng. Đương nhiên không phải là vì nhà cầm quyền không trả lời mà tôi có thể là dừng lại như cái cuộc đấu không quân trước này. Tôi luôn coi đấy là cái bục phản của mình, mà tôi vẫn sẽ tiếp tục tố cáo gạch chân và ngăn chặn bàn tay tội ác để đe lùi quyền lửa của bạn được có tên Hàn Tặc Hoàng Trung Hải tâm đây. Trong cái đơn tố cáo lần thứ 77 của ông ấy, cũng như những lần trước tôi cũng đã đọc mà có thể câu hỏi này tôi cũng đã hỏi rồi, nhưng mà tôi cứ hỏi nhá, tôi không có va chạm ông đâu. Vợ ông xinh đẹp lắm, vợ ông có nhiều người tình lắm, nhưng ông có vợ ông có nhiều người bạn trai lắm. Trong cái đám này ai là chính? Hoàng Trung Hải là chính, người tình chính của vợ ông à, có đúng không? À thưa anh, không phải như vậy, hoàn toàn không phải như vậy. Nhân vật là tập mưu liên quan đến tôi, vợ chồng tôi trong câu chuyện là họ lại nhận vợ tới làm con nuôi. Và chính vì Hoàng Trung Hải, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Minh Mạnh họ nhận vợ tới làm con nuôi. Ngoài cái chuyện tình cảm thì họ còn có một cái mục đích chính trị, là họ muốn hình thành một cái liên minh chính trị thuộc tên Đại hội 10 năm 2006. Còn đấy ở đấy không phải chuyện là vợ tôi là người tình của Hoàng Trung Hải hay là các cái quan chức khác trong bộ máy, các cái quan chức liên quan đến cái vụ tố cáo của tôi. Có một nhân vật tên là Trọng là nhân vật nào? Nhân vật tên là Trọng không có không có à? Vâng. Thưa anh, Trọng là đầu tiên là trưởng phòng marketing của chi nhánh miền Bắc của tổng công ty máy Việt Tiến. Vâng. Và lúc mà vợ Trọng là cũng là đồng thời là tay chân trực tiếp của Hoàng Trung Hải điều hành cái mạng lưới buôn bán ma túy do Hoàng Trung Hải cầm đầu. Và lúc vợ tôi vào làm việc làm nhân viên bán hàng cho công ty máy Việt Tiến thì vợ tôi nằm dưới sự quản lý và điều động của Tái Trọng. Vâng. Và Tái Trọng này thì lại rất là khi mới vợ tôi, cho nên là hắn đã tìm mọi cách để chia lìa vợ chồng tôi, đặc biệt là hắn nắm được những bằng chứng tội ác của Hoàng Trung Hải, cũng như là thông qua Hoàng Trung Hải hắn nắm được bằng chứng tội ác của Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Minh Mạnh, cho nên là hắn đã dùng cả 3 người này để
ly gián vợ chồng tôi, chia tay vợ chồng tôi. Nhưng mà cái lúc đó thì nhờ tình yêu và tính sâu sắc mà chúng tôi dành cho nhau, nhưng chúng tôi đã vượt qua được những cảm đầy đó. Chính vì vậy mà nhờ đó tôi mới biết được những cái bí mật tội ác khủng khiếp của Hoàng Đức Hải, của Nguyễn Tấn Dũng và của Nguyễn Đức Mạnh. Là trong đơn tố cáo của ông đã đích danh từng chữ một nguyên văn: ông Dũng từng hãm hiếp một trinh nữ do Trọng cung cấp và bị ông Hải bố trí quay phim toàn bộ cảnh. Còn ông Mạnh thì từng buôn vũ khí với ông Hải. Có sự tố cáo rất rõ ràng như vậy. Có đơn của ông đưa đến cho dân biểu Dương Trung Quốc phải không ông? Rõ ràng như vậy. Từ hồi Nguyễn Thiện Nhân còn làm Chủ tịch Quốc hội, cho đến bây giờ Nguyễn Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc hội. Những cái điều này đâu có gạt vào thùng rác được, thưa tiến sĩ Lê Anh Hùng. Vâng, đúng như vậy thưa anh. Vụ tố cáo của tôi là hoàn toàn đúng pháp luật, công khai và đúng pháp luật. Còn việc họ xử lý cái vụ tố cáo này cho đến giờ phút này, một tình năm qua là chưa bao giờ đúng pháp luật cả. Và không những là họ không giải quyết đúng pháp luật cái vụ tố cáo của tôi, họ còn dành cho vợ chồng tôi những cái đòn trả thù cho khủng bố đê hèn mà tan tệ nhất, khiến gia đình tôi tan hoang tan nạt. Vợ chồng tôi đã một lần phải vào tù, tôi bị tổng bao cải tâm thần mấy lần. Bây giờ tình cảnh vợ chồng rất là khó khăn, nhà cửa không, con cái nheo nhóc. Nhưng mà tất nhiên là dĩ nhiên là tôi vẫn coi đây là bổn phận và trách nhiệm, không vì thế mà tôi nao núng. Nhưng mà tôi muốn nói như vậy để mọi người thấy là mặc dù về thân xác thì đến giờ tôi vẫn còn có thể nói chuyện với quý vị, nhưng mà trên thực tế thì tôi đã bị đánh bâm dập, đánh lên bờ xuống ruộng, vì vừa rồi có thể nói là gì, có thể nói là phải dùng từ là thưa sống thiếu chết thì mới đúng như những gì mà tôi đã trải qua. Từ khi mà tôi bắt đầu tổ cáo vạch chân, tôi đã không chịu với ba lời chuyện được các bạn được ngay. Theo như ông kể chuyện tình cảm rất là quý mến giữa ông và vợ ông, tôi không muốn nói lên những cái sự đau khổ đó đâu. Nhưng mà sự thật như vậy để cho trên toàn cầu mọi người biết được cái sự đau khổ của ông và vợ ông đã bị người ta chia sẻ như thế nào. Theo như những lần tâm tình thì tôi hỏi ông, ai là người giết cái cô gái bạn của vợ ông? Nguyễn Tấn Dũng, Hoàng Trung Hải hay một cái nhân vật nào đó tên Trọng? Mình nói rõ cho người cho cả thế giới biết ai là cái người giết hiếp dâm và giết cái cô đó, thưa cái sư Lê Anh Hùng. Vâng, thưa anh, trong cái bản tường trình về cái băng đảng ma túy của Hoàng Trung Hải thì tôi đã nêu rất rõ, rất cụ thể là Hoàng Trung Hải là liên quan đến việc ít nhất là sáu nhân mạng trong cái đơn thư tố cáo của tôi. Tôi tin ông ta có việc nhiều rất như thế mấy chục lần, nhưng tôi biết chắc là ông ta đã phạm tội giết người liên quan đến cái vụ án mà ít nhất là 6 người, trong đó có một tay là từng trợ lý của ông ta người ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Vâng, những cái vụ kiện ấy thì cái nạn nhân ấy thì tôi đều nhớ rõ trong cái đơn thư tố cáo. Nhưng mà như anh biết đấy, bởi vì là cái vụ tố cáo này là Hà Cầm Tuyền Việt Nam họ chưa bao giờ xử lý đúng pháp luật, nên là người tố cáo thì bị đâm giật như tôi, còn kẻ bị tố cáo kẻ gây ra không biết bao nhiêu thảm họa cho cái đất nước này. Mà tại cụ thể nhìn thấy mọi người đều có thể nhìn thấy là Formosa Hà Tĩnh, thì tên thủ phạm đấy hiện nay là trở thành ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy Hà Nội, tức là trở thành thành viên trong ban lãnh đạo tổ cáo của Việt Nam, kiểm soát hoàn toàn hội đồng tỉnh của Bộ Chính trị, từ ban lãnh đạo tổ cáo của Việt Nam. Trên đó đều có mọi người thấy là cái mức độ nguy hiểm, mức độ nghiêm trọng trong cái vụ tổ cáo của tôi. Là tôi không biết cái sự liên hệ mà lúc ông cựu chủ tịch nhà nước, viên chức cựu chủ tịch nhà nước là Nguyễn Minh Chiết ấy. Thời đó cách đây mấy năm có thù hằn gì với Nguyễn Tấn Dũng, với Hoàng Trung Hải không? Có thể ông biết, ông đưa cái điều đó ra ánh sáng.
Nhưng có lúc có lần ông nói với tôi, và ngay cả trong trong cái bản tố cáo 77 này, ông nhắc đến viên chức cựu chủ tịch nhà nước Nguyễn Minh Chiết là người đã đứng đằng sau giúp ông để ông làm cái chuyện này. Cái chuyện giúp của Nguyễn Minh Chiết này một thời gian có lâu dài hay không? Hay là sau này ông rút ra không làm nữa, và từ lúc đó thì ông bị te tua, bị công an nó đánh thưa ký sinh Lê Anh Hùng? Vâng, thưa anh, sự thể là như thế này. Sau khi tôi bắt đầu tố cáo lần đầu tiên vào ngày 21 tháng 4 năm 2008, thì đến ngày mùng 5 tháng 8 năm 2008, công an tỉnh mời tới lên làm việc về cái vụ tố cáo. Thì họ đã in ra cái đơn thư tố cáo mà tôi đã gửi qua mạng internet, và tôi đã trực tiếp gửi vào từng trang của hàng hàng chục cái trang thư tố cáo đấy, cũng như là chỉ vào cái biên bản làm việc với công an tỉnh Quảng Trị, biên bản làm việc tôi một lần nữa là giữ nguyên những cáo buộc của mình, đồng thời là khẳng định là chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời tố cáo của mình. Thì sau khi tôi làm việc với công an tỉnh Quảng Trị vào ngày 5 tháng 8 năm 2018, thì lúc đấy là Nguyễn Minh Chiết là nhảy vào bí mật ủng hộ chúng tôi, bí mật ngấm ngầm thôi. Họ gì liên lạc quá vợ tôi thì họ không bao giờ dám liên lạc trực tiếp với tôi. Và âm mưu của Nguyễn Minh Chiết lúc đấy là thúc đẩy vụ tố cáo để gạt bỏ là Nông Đông Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng và Hoàng Đông Hải. Đấy là cái điều mà tôi rất là cần, bởi vì như anh đã thấy là cái liên minh ma quỷ Hoàng Đông Hải, Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đông Mạnh là một liên minh diệt bọn được nhiều các bản nghiệp, và đặc biệt là bản nhân vật này là nắm đây quyền hành trong hệ thống chính trị của Việt Nam, đến hàm tặc thì là phó thủ tướng phụ trách chính trị, còn Nguyễn Tấn Dũng là thủ Nông Đông Mạnh thì là tổng bí thư, cho nên là đây là một cái liên minh vô cùng nguy hiểm. Cái sự ủng hộ của Nguyễn Minh Chiết là lúc bấy giờ là rất có ý nghĩa, bởi vì là ông Chiết lúc bấy giờ là muốn tôi tiếp tục tố cáo để gạt bỏ cái việc ra để chỉ được sau đấy thì ông ta có cái mục đích cá nhân là muốn thay thế Nông Đông Mạnh trong cái vai trò tổng bí thư. Nhưng mà trong cái quá trình ông Chiết chúng tôi tố cáo thì bên phía những kẻ tới tố cáo lại cũng có đến là tố cáo ông Nguyễn Minh Chiết, và thành ra là cái ban chuyên án do Bộ Chính trị lập ra để điều tra những cái hành vi phạm tội của Nguyễn Tấn Dũng, của Hoàng Đông Hải và của Nông Đông Mạnh, thì họ cũng điều tra lên cả Nguyễn Minh Chiết và các cuộc bầu đá giành giật nhau như thế là không có hồi kết, cho nên là đến ngày 25 tháng 12 năm 2009 thì tôi bị một nhóm sĩ quan cao cấp của công an ở Hà Nội và cả chỉ đạo công an Quảng Trị bắt quả tang tới ngoài tiệm internet, và cái tội danh là tuyên truyền nhằm nhằm vào xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lúc đấy họ công an không thể bắt tôi về tội vu khống, bởi vì những nhân vật mà tôi tố cáo đều là do Bộ Chính trị quản lý, cho nên là muốn điều tra vụ việc của tôi hay là muốn bắt tôi về tội vu khống thì đều phải có ý kiến của Bộ Chính trị. Mà trong Bộ Chính trị lúc bấy giờ đi thì Nguyễn Minh Chiết đã khai cảnh với ông ta đã ủng hộ tôi. Và Bộ Chính trị, bản thân Bộ Chính trị thì cũng đã thành lập một cái ban chuyên án bí mật để điều tra những cái cáo buộc của tôi, và cáo buộc và kết quả điều tra là đúng như sự thật mà tôi tố cáo. Nhưng mà mình đấy, bởi vì là cái ban chuyên án do Bộ Chính trị thành lập và nó không tuân theo các cái quy trình pháp lý thông thường, cho nên là nó chỉ nằm ngoài giấy tờ, và vì thế cho nên là sau khi mà tôi bị lực lượng công an bắt vào ngày 25 tháng 12 năm 2009,
tôi đã khai ra cái vai trò của Nguyễn Minh Triết. Lúc đấy thì Nguyễn Minh Triết lại quay sang bắt tay với Nguyễn Tấn Dũng với Hoàng Công Hải, Phan Văn Minh Mạnh để chống lại tốt. Và về sau này thì chỉ Nguyễn Minh Triết này trở thành một cái tên Việt Nam bản được, bởi vì ông ta đã đồng loạt với những kẻ mà tôi tự cáo và tên thực tế là ông ta. Nhưng mà đến lúc mà trở thành về sau ông ta trở thành một cái tên tay sai của Hoàng Trung Hải. Trước cái xuyên anh hùng và chúng ta nhắc đến chuyện là chuyện Hoàng Trung Hải, chuyện Nguyễn Tấn Dũng có hiếp rồi chủ tiêu người bạn của người vợ ông thì cũng đối với tôi nó thường thôi, thường thôi. Hồ Chí Minh hắn còn và hắn còn cho đàn em hiếp dâm và giết người đầu ấp tay ôm của hắn là Nông Thị Xuân mà. Vì sao hắn Hồ Chí Minh vợ nọ con kia mà tự kêu là bác cả đời vì nước vì non, bỏ quên hạnh phúc. Tất cả điều đó minh chứng cho sự dối trá vô liêm sỉ, không hề có lòng tự trọng của họ Hồ. Đồng thời, tất cả những điều đó được chứng minh con người độc ác của hắn ta. Bọn đàn em của Hồ Chí Minh cũng vậy thôi, nó theo sách của bác mà. Tội ác của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra phải được tính không chỉ bằng con số những người đã chết, mà nó phải được tính bằng nhiều thế hệ tan tành trong giấc mơ. Một quốc gia mà người lãnh đạo dựa trên nền móng tàn ác, bất nhân, đam mê quyền lực, bất chấp pháp luật sẽ không bao giờ là một quốc gia trường tồn. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Anh ngày hôm nay. Trước khi chúng ta phải kết thúc chương trình, tôi dành lại cho ông một đôi phút nữa. Ông muốn nêu lời nói của ông lên trên toàn cầu về cái đơn tố cáo lần thứ 77 của ông đối với Hoàng Trung Hải và Nguyễn Tấn Dũng. Tôi mách nước cho ông là Nguyễn Phú Trọng nó đang kiếm cách để triệt hạ Nguyễn Tấn Dũng và đàn em của Nguyễn Tấn Dũng. Ông hãy đưa cái đơn này đi đến chỗ Nguyễn Phú Trọng nó làm việc, đưa cái đơn này đi, có đầy đủ bằng chứng đấy này, xem Nguyễn Phú Trọng có dám bắt đâm những tay này hay không. Tôi dành lại cho một đôi phút đó trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng. Vâng, thưa anh, ngày 1 tháng 7 năm 2015, tôi cũng đã công bố một cái tài liệu có tên là tài liệu tố cáo Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang đảng nước. Có nghĩa trong cái tài liệu đấy thì tôi đã tường trình đầy đủ về cái sự liên đới của Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang đối với cái băng đảng cướp nước do Hoàng Trung Hải cầm đầu. Và chính nhờ cái sự che chắn của Nguyễn Phú Trọng mà trên thực tế là Nguyễn Phú Trọng đã bị Hoàng Trung Hải và Trương Tấn Sang biến thành tay sai, cho nên là Hoàng Trung Hải vẫn liên nguyên trở thành ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiểm soát ban lãnh đạo cao của Việt Nam. Thậm chí ông ta còn đang trở thành một trong những ủy viên tiềm năng có một trong bốn vị trí gọi là tứ trụ ở Việt Nam, kể cả là vị trí tổng bí thư. Chúng đấy cho thấy là cái tên hàn tặc Hoàng Trung Hải nguy hiểm như thế nào. Và những cái diễn biến thời gian gần đây, đặc biệt là sau khi cái dự án đài thảm họa môi trường Formosa nổ ra, và một số quan chức thì cũng chịu cái áp lực từ dư luận cũng đã bị xử lý. Nhưng cái tên thủ phạm đầu tiên là Hoàng Trung Hải, kẻ đã ký hai cái quyết định quan trọng nhất để khai sinh ra Formosa, thì đúng giờ phút này vẫn bình tĩnh như vậy. Trong đó đúng có thể là đằng sau cái tên hạ tạc này là cả một cái bê lửa dịch dán bản liệt. Giống như tôi đã tổ cáo, từ đây là có cái sự che chắn của Nguyễn Tấn Dũng và nó mong mạnh, và bây giờ là sự che chắn của cái tên dịch dán Nguyễn Phú Trọng. Và vì đương nhiên mặc dù là đây là một cái cuộc diễn không công sức, nhưng tôi vẫn coi đây là bổn phận của mình, và tôi vẫn sẽ sau cái lần tố cáo lần thứ 77 vừa rồi, tôi sẽ vẫn tiếp tục
tố cáo cần tiếp tục vạch trần tội ác của cái bè nữ kết nối với bản được do tên hàn tặc hoàng trong hải cầm đầu. Và tôi rất mong và hy vọng là tiếp tục sự quan tâm ủng hộ chia sẻ của đồng bào Việt Nam ở trong và ngoài nước và các cơ quan truyền thông hạn như là chương trình tôi cảnh đồng mới. Thế nên từ cái thời gian qua tôi cũng đã nhờ cái sự hỗ trợ của tiếng nói ủng hộ của đồng bào Việt Nam ở trong và ngoài nước tôi mới có thể an lành cho đến bây giờ. Và chương trình tư cảnh đồng mới cũng đã góp phần rất ý nghĩa trong cái việc quảng bá, trong cái việc phổ biến cái sự thật trong cái vụ tố cáo của tôi. Và mặc dù là những kẻ thù ác những tên tội đồ dân tộc chưa đến giờ hiện nay chưa bị xử lý, nhưng trên thực tế thì bàn tay tội ác của họ chưa đã được ngăn chặn. Và một lần nữa tôi xin cảm ơn chủ đại, xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe câu chuyện này tốt. Và xin chúc chủ đại và quý vị khán giả sức khỏe hạnh phúc và thành công. Tội ác của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra phải được tính không bằng, không chỉ bằng con số những người đã chết, nó phải được tính bằng nhiều thế hệ, tan tành giấc mơ. Kỹ sư đã khẩn thiết trong đơn tố cáo thứ 77 của ông Nguyễn Văn như sau: tôi khẩn thiết yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết đơn thư tố cáo mà tôi đã gửi cho đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc vào ngày 16 tháng 9, 2013, theo đúng quy định của pháp luật. Nếu tôi tố cáo đúng, thì phải xử lý những người bị tố cáo. Nếu tôi tố cáo sai, thì phải xử tôi về tội vu khống. Tôi cũng kêu gọi những người Việt Nam quan tâm đến vận mệnh nước nhà, hãy lên tiếng yêu cầu nhà chức trách giải quyết vụ tố cáo của tôi theo đúng pháp luật. Thưa kỹ sư Linh Hồng, như ông vừa mới tâm tình chương trình từ cánh đồng mây qua đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, chúng tôi đã quan tâm đến vấn đề này từ nhiều năm qua. Chúng tôi hy vọng và cầu chúc ông là sự việc này sẽ được đưa ra trước ánh sáng công lý một ngày gần đây, dù còn cộng sản hay không còn cộng sản. Dù sao chăng nữa, xin hãy cầu nguyện cho đám người này vì họ nói dối, gian lận, trộm cướp, nguyền rủa, hành động cực kỳ thiếu tinh thần tôn trọng quốc gia, một dân tộc kiêu hùng, để họ sớm ăn năn trở lại. Đảng Cộng sản sẽ không thay đổi khi họ nhìn thấy ánh sáng, nhưng họ phải thay đổi khi họ cảm thấy sức nóng. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình từ cánh đồng mây, chúng tôi cảm ơn kỹ sư Lê Anh Hùng đã đến với chương trình này. Một đề tài rất là nóng bỏng, đơn tố cáo lần thứ 77 của ông với đám người cả đảng tham nhũng và bán nước. Chắc chắn chúng tôi cầu ơn trên phù hộ trợ cho ông như ông đã tuyên bố, và mong gia đình ông được nhiều hạnh phúc trong những ngày sắp tới. Chúng ta giữ liên lạc với nhau, và bất cứ trong trường hợp nào chúng tôi vẫn đưa ông lên chương trình từ cánh đồng mây này để tất cả mọi người trên toàn cầu được biết câu chuyện riêng của gia đình ông, nhưng mà bây giờ nó trở thành chuyện chung của cả dân tộc. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải và những người thân mến, anh Hoàng Vinh đã mang chương trình này qua trên hệ thống YouTube. Xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt kỹ sư Lê Anh Hùng. Xin chào tạm biệt quý vị. Quý vị vừa theo dõi chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kỹ sư Lê Anh Hùng. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian, sông núi thân thương mặt ngát tình người, thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian, dân quê đời này nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa gió mưa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu, anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà. Anh ra đi chưa quên vòn trời, anh ra đi mang theo tình người, vút đường mới hồi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy, khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về dừng lại mùa vui. Bay về dừng lại mùa vui.